tình hình tuyển dụng Việt Nam tuần cuối tháng 1 năm 2024. So với tuần 4 tháng 1 năm 2024, tổng nhu cầu tuyển dụng tuần vừa qua giảm gần 850 vị trí, hiện tuyển 4.149 nhân sự trên toàn quốc. Trong đó, các nhóm ngành giảm gồm IT, Internet, bất động sản, F&B, bán lẻ. Chỉ có một số ít nhóm ngành như ngân hàng, điện tử tiêu dùng và thời trang tăng nhẹ trong tuần vừa qua. Cụ thể, ngành công nghệ thông tin có chiều hướng giảm trong tuần vừa qua ở hai nhóm ngành IT và Internet, lần lượt còn tuyển 337 và 267 nhân sự. Riêng software không thay đổi quá nhiều số vị trí tuyển dụng so với tuần trước, hiện tuyển 252 nhân sự. Cơ hội việc làm đa phần tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả ba nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng middle senior level và entry level. Cả tài chính và bảo hiểm gần như giữ nguyên số vị trí tuyển dụng so với trước đó, hiện tuyển 117 và 32 nhân sự. Điểm sáng trong tuần vừa qua là sự tăng trưởng liên tiếp của nhóm ngành ngân hàng, cần tuyển 134 nhân sự. Cơ hội việc làm nhóm ngành ngân hàng và tài chính tập trung ở Hà Nội, còn bảo hiểm tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả ba nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng vị trí middle senior level. Bất động sản bị giảm trở lại sau đợt tăng trước đó, còn tuyển 19 nhân sự. Xây dựng vẫn giữ nguyên số vị trí tuyển dụng trong tuần gần đây, hiện tuyển 13 nhân sự. Còn bất động sản thương mại tăng nhẹ số vị trí tuyển dụng, cần tuyển 5 nhân sự. Cơ hội việc làm bất động sản và bất động sản thương mại tập trung ở Hà Nội, còn xây dựng tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả ba nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng vị trí middle senior level. F&B và food production có xu hướng giảm trong tuần vừa qua, lần lượt cần tuyển 44 và 51 nhân sự. Cơ hội việc làm tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng khoảng 15 vị trí cần tuyển. Trong đó, vị trí cần tuyển nhiều nhất là middle senior level. Cả bán lẻ và ngành hàng tiêu dùng đều đồng loạt giảm trong tuần vừa qua, còn tuyển 62 và 31 nhân sự. Ngược lại, nhóm ngành thời trang và điện tử tiêu dùng khởi sắc tăng trở lại, hiện tuyển 35 và 24 nhân sự. Cơ hội việc làm đa phần tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả 4 nhóm ngành đều tập trung tuyển dụng vị trí middle senior level.